đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 5 Tây của tháng 8 của năm 2019. Cuối phần đầu của chương trình thì chúng ta có cái điện thoại của cô Nga Houston gọi vào, thì cho Tuấn clarify, giải thích rõ ràng cái câu hỏi của cô. Thưa cô, câu hỏi của cô là cái vấn đề Y751 là đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm. Hiện tại bây giờ Sở Di trú đã giải quyết gần tới 18 tháng lận. Khi con gái của cô nộp cái hồ sơ Y751, đóng cái lệ phí cho Sở Di trú, thì Sở Di trú cho con gái cô cái receipt. Trong cái receipt đó thì người ta gia hạn cái thẻ xanh 18 tháng nha. 18 tháng. Còn cái vấn đề ngày để đi lăn tay hay đi chụp hình thì cái đó tùy theo Sở Di trú. Nhiều khi người ta không mời tại vì người ta có thể sử dụng lại cái vết tay đợt trước cô. Còn nếu mà mời thì tùy theo cái thời gian giải quyết của Sở Di trú. Nó có thể trước đó mấy tháng, hoặc là trước khi nó giải quyết mấy tháng, hoặc là sau khi mình nộp, nó tùy theo cái văn phòng của Sở Di trú. Nào, một cái câu hỏi mà cô hỏi thêm là cháu nó bệnh hoạn thì cháu nó về Việt Nam, thì cái câu trả lời cô là nếu mà về Việt Nam thì là bình thường thôi, cầm cái thẻ xanh đã hết hạn với cái hộ chiếu và cái receipt là cái biên lai đã gia hạn 18 tháng để đi về và có thể quay lại. Nhưng mà đừng có quên rằng là thẻ xanh 2 năm hay là thẻ xanh 10 năm hay là thẻ xanh 2 năm đang chờ giải quyết cái thẻ xanh 10 năm Y751, cái quyền lợi nó giống nhau hết cô. Cho nên nếu mà cái quyền lợi là người ta là thường trú nhân có quyền mua bảo hiểm dưới cái chương trình của Tổng thống Barack Obama, đó là Affordable Health Care Act, thì nó vẫn là cái quyền lợi như vậy cho dù nó là kẻ thẻ xanh 2 năm hoặc là thẻ xanh 2 năm đang làm thủ tục đổi qua 10 năm. Nó bình thường hết cô, cho nên coi lại cái vấn đề đó. Chứ không phải là mình đang chỉnh như này, mình không có quyền gì hết. Nó là cái quyền lợi nó vẫn có cho tới khi nào cái thẻ xanh 2 năm nó bị chấm dứt. Tại vì Sở Di trú không tin về mối quan hệ hoặc là khi nào Tòa Di trú nó chấm dứt thôi. Đây nó không phải giống như vậy, cho nên cháu nó vẫn có cái quyền giống như mua cái bảo hiểm y tế được cô. Cảm ơn cô Nga Houston rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp. Đó là chú Thành ở thành phố Arlington, Texas. Xin mời chú Thành lên tiếng đi ạ. Hello. Dạ, chào luật sư. Dạ, chào ông. Tôi có một câu hỏi luật sư. Tôi có đứa con nó bảo lãnh vợ nó nghỉ viện F2A vào ngày là 22 tháng 5 năm 2018 luật sư. Đến nay tôi không có nhận được cái gì hết trơn. Nó nhìn giờ mình sao chờ gửi giấy tờ hay sao luật sư? Dạ vâng. Và cái đây là đứa con trai bảo lãnh cho vợ cháu nó ở bên Việt Nam phải không? Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Ngoài cái câu hỏi này, ông Thành còn câu hỏi gì cho tôi không? Dạ, thôi tôi hỏi có câu hỏi gì nhà luật sư giải thích giùm. Dạ vâng. Thưa ông Thành, cho dù quý vị thấy cái visa bulletin á, cái ưu tiên FIA nó nhảy cho tới cái ngày đáo hạn hiện tại luôn. Nghĩa là người ta không phải chờ thời gian lâu để cho có thể phỏng vấn cái visa. Nhưng mà đừng có quên rằng nếu mà cái đây là người ta ở Việt Nam thì cái thủ tục nó phải đi qua ít nhất là 3 cái cơ quan. Đó là Sở Di trú, Trung tâm Visa và Lãnh sự quán. Cho nên nếu mà mình là công dân Hoa Kỳ, mình về Việt Nam mình bảo lãnh vợ đi thì nó cũng phải đi qua 3 cái cơ quan. Sở Di trú, Trung tâm Visa và cái Lãnh sự quán. Còn nếu mình là thẻ xanh thì mình vẫn đi qua 3 cái cơ quan rồi cộng thêm nếu mà cái visa nó chưa có đáo hạn thì mình phải chờ thêm. Thì bây giờ cái tháng 7 và tháng 8 cái visa F2A nó đáo hạn thì nghĩa là mình không chờ nhưng mình vẫn bắt buộc phải đi qua 3 cái cơ quan Sở Di trú, Trung tâm Visa và cái Lãnh sự quán. Thì hiện tại bây giờ Sở Di trú giải quyết hồ sơ nó rất là chậm, nghĩa là làm sao? Nghĩa là nó chậm tại vì nó quá nhiều hồ sơ. Và mình có thể mình nói một cái câu trả lời indirectly luôn là nhiều khi người ta không phải để cái vấn đề này là cái priority, là cái ưu tiên đầu phải giải quyết hồ sơ. Người ta vẫn để cái ưu tiên đầu là giải quyết cho những cái hồ sơ nào công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho vợ con, hoặc là bảo lãnh cho ba má, hoặc là bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi độc thân, nghĩa là trực hệ. Cho nên Sở Di trú nó giải quyết cái ưu tiên FIA rất là chậm. Đó, cho nên bắt buộc phải chờ nó chấp thuận chuyển qua Bộ Ngoại giao, Trung tâm Visa, rồi từ từ làm thủ tục với Trung tâm Visa, rồi mới trở về Việt Nam phỏng vấn.
cho dù ưu tiên FIH cũng nó nhảy, nhưng mà cái cuối cùng cũng phải chờ. Cho nên hồ sơ, cho nên Tuấn mới nói là hồ sơ phỏng vấn bảo lãnh cho vợ lúc nào, hiện tại thời điểm này lúc nào nó cũng khoảng ít nhất là 18 tháng trở lên, cho dù có quốc tịch hay không. Cảm ơn ông Thành ở Arlington rất là nhiều. Và bây giờ đi qua thành phố Portland, tiểu bang Oregon cho Tuấn. Xin mời chị Thoại, Portland, Oregon. Xin mời chị Thoại lên tiếng đi ạ. Dạ, dạ, em chào luật sư ạ. Dạ vâng. Mời chị đặt cái câu hỏi đi. Luật sư, em có rõ không ạ? Dạ, tôi nghe rất là rõ chị. Mời chị đặt câu hỏi đi ạ. Dạ, dạ vâng, em hỏi cái trường hợp này á, là cho nhỏ em dâu ở Việt Nam á. Thì hồi đến hỏi là tại vì cái hồ sơ của em á, là cái priority date là ngày 31 tháng 7 năm 2007. Thì cái hồi năm 2006 thì lúc mà cái hồi đó là khi mà ba mẹ bảo lãnh cho em á, thì là lúc đó em chưa có gia đình. Và em cái dự của em là dự F1. Đến cái ngày năm 2016 á, thì họ dò em là visa. Thì trước đó là can bản I stop thân you? Em lại là người can I stop có you? Can I stop you? Okay. Tại vì khi trình bày tôi phải nắm rõ ràng. Ok. Bây giờ cô hỏi tôi như vậy thì bây giờ cho tôi keep it simple, là giữ cho nó đơn giản. Đây là diện gì? Diện cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con hay là diện anh chị em? Dạ, đúng rồi. Cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con ạ. Dạ vâng. Con hiện tại bây giờ là độc thân hay lập gia đình? Dạ, bây giờ thì lập gia đình. Dạ vâng. Ngày ưu tiên là tháng 7 của năm 2007 hay là ngày nào cô? Dạ. Dạ, 31 tháng 7, 2007. Dạ vâng. Ok. Và bây giờ cho mình hỏi thêm là cặp vợ chồng này làm giấy hôn thú hồi nào? Dạ, có cái hồi năm 2000, hình như năm 2014, 15. Dạ vâng. Là có gửi cái giấy để update hôn thú. Nhưng mà không hiểu sao mà lại không có vô. Cho tôi cắt ngang cô. Cho tôi cắt ngang cô. Cho tôi cắt ngang cô. Tôi hỏi chính xác là hai người này ở bên Việt Nam đăng ký kết hôn hồi nào cô, chứ không phải bổ sung. Ờ, đăng ký kết hôn hình như là 2014 thì phải. Dạ vâng. Dạ, 13 hay 14 gì á. Dạ vâng, rồi ba má có quốc tịch hồi nào? Dạ, ba mẹ thì có quốc tịch một năm trước đó. Trước đó là hồi nào cô? Dạ, 2013, dạ. Yeah. Ok. Cho nên 2013 có quốc tịch, mà hồ sơ bảo lãnh là năm 2007, nghĩa làm sao? Nghĩa là ba má bảo lãnh cho con độc thân, rồi sau này có quốc tịch, rồi sau đó em mới kết hôn, phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Ok. Thì nếu mà hiểu cái chi tiết bây giờ, thì cái câu hỏi của chị là cái gì để cho Tuấn trả lời cho chị? Dạ, thì cái câu hỏi của em á, là cái vấn đề là tại vì khi mà sau khi mà em đã update cái hồ sơ của em đó lên á, thì không hiểu sao mà họ không có vô, hay là sau đó thì 2016 họ gửi một cái hồ sơ visa để mà cho em đó đăng ký làm visa ở bên Việt Nam. Thì khi mà tụi em cũng làm theo visa như vậy, tại vì tụi em cũng không có hiểu, tụi em nghĩ là đến khi mà đi phỏng vấn thì có thể bổ sung chồng với con vô, cho nên em vẫn cứ làm giấy tờ. Rồi thì em đó ở bên Việt Nam được đi vô phỏng vấn. Thì khi vô phỏng vấn thì họ không có cho phỏng vấn, tại vì họ nói là gì của em là F1, và bây giờ khi mà có gia đình thì là F3. Dạ vâng. Thì sau cái thời gian đó rồi á, thì tụi em đinh ninh là ok, hồ sơ của tụi em thì là bây giờ là diện F3, tụi em chấp nhận là như vậy. Thì tại vì họ update lên là diện F3. Nhưng mà bây giờ cái câu hỏi của em á, là bây giờ cái hồ sơ của em ấy á, là đang ở lãnh sự quán Việt Nam. Và em thấy á, cái priority day gần tới rồi, nhưng mà không biết là họ sẽ làm visa như thế nào. Tại vì theo như em hiểu là nếu mà làm visa thì cái visa đó là từ National Visa Center họ làm giấy tờ. Ok, rồi họ tôi, mới gửi tôi về cắt bên ngang lãnh sự cô. Quán Việt Nam. Tôi cắt ngang cô, tôi cắt ngang cô. Đây là tự làm hết phải không ạ? Sao ạ? Đây là tự làm hết phải không ạ? Dạ vâng, tự làm. Okay. Cô cúp điện thoại cho tôi đi để cho tôi có thời giờ tôi trả lời cho cô. Ok.
Ok cô, đây là lý do tại sao mình nói từ đầu rồi là cái chương trình như này mình gửi tới cho quý vị là để cho quý vị tìm hiểu thêm và để cho quý vị cập nhật những cái thông tin. Và để cho Tuấn nói thêm nữa, lúc nào Tuấn cũng khuyến khích quý vị nên tham khảo với luật sư quý vị. Thì bây giờ cho Tuấn nói với chị Thoại là như thế này, cái chi tiết đầu tiên là nó rất là quan trọng, là cái chi tiết này là cái câu hỏi hồ sơ này còn giá trị hay không. Hồ sơ này bắt đầu năm 2007 là có thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân. Rồi năm 2013, cái chi tiết này chị cũng không có nắm rõ luôn. Năm 2013 thì người người bảo lãnh có vào quốc tịch. Năm 2014 thì con đi đăng ký kết hôn. Nghĩa là cái hồ sơ này nó đi từ F2B lên F1 và xuống F3. Đó. Rồi lúc mà đi phỏng vấn á, là không phải phỏng vấn theo diện F3 mà phỏng vấn theo cái diện F1 là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân, nhưng mà lúc đó đã lập gia đình rồi. Nhưng mà tới lúc mà phỏng vấn đến lãnh sự quán thì cái lãnh sự quán khám phá ra F3 chưa có quyền được phỏng vấn, tại vì nói với tôi đây là F1 nhưng mà thật ra cái hôn thú như vậy thì nó không đúng như vậy, cho nên cái hồ sơ tụi tôi không có thể cấp visa. Thì cái đó là exactly what happened, nó xảy ra tại cái lãnh sự quán. Thì bây giờ cái câu hỏi kế tiếp là những cái chi tiết như vậy có đúng hay không, mà nếu mà nó đúng như vậy thì cái hồ sơ nó mới có cái giá trị lượng. Giả sử đi đứa em đi đăng ký kết hôn trước khi ba má vào quốc tịch thì cái hồ sơ nó mất giá trị đó, tại vì thẻ xanh chỉ có quyền bảo lãnh cho con độc thân, mà nếu mà con đi đăng ký kết hôn trước khi vào quốc tịch Mỹ thì hồ sơ nó mất giá trị. Cho nên cái chi tiết đó nó rất là quan trọng, mà cái câu hỏi đầu tiên là nó có giá trị hay không. Và nếu mà chị trình bày như vậy thì tôi nghĩ nó vẫn còn giá trị, make sure cái chi tiết nó đúng thôi. Cái thứ nhì, nếu mà nó còn giá trị thì bây giờ hồ sơ nằm ở đâu? Vẫn còn nằm với lãnh sự quán hay là nằm với trung tâm visa? Nếu mà còn nằm với lãnh sự quán thì có làm cái thủ tục gì để liên lạc với người ta chưa? Đa số những cái hồ sơ này cái lãnh sự quán có thể cất cái hồ sơ vào kệ chờ mấy năm sau. Nhưng mà chờ mấy năm sau nó không có cái phương cách gì để nhắc nhở cái hồ sơ nó đã tới thứ tự. Và nhiều khi cái lãnh sự quán kéo cái hồ sơ này giấy giải quyết không được thì người ta trả lại cho trung tâm visa. Cho nên mình phải nắm rõ cái hồ sơ đang nằm ở đâu. Và nếu mình nắm rõ cái hồ sơ đang nằm ở đâu thì mình bổ sung để cho cái hồ sơ nguyên cả gia đình người ta phỏng vấn. Khi làm mấy cái này, nếu mà làm không đúng nó rất là cực và khổ. Mà nếu mà làm đúng thì nó thấy là dễ, thì mình lại đặt cái câu hỏi tại sao muốn luật sư, tại sao muốn những cái văn phòng như vậy. Mà khi làm không đúng nó rất là khổ và rất là nhức đầu. Và nhiều khi nó rất là hại nữa. Cho nên đó là hai chi tiết mà cô cần nắm. Hồ sơ có giá trị hay không? Nếu mà có giá trị, hồ sơ đang nằm ở đâu? Và nếu mà nằm ở trung tâm visa hoặc là với lãnh sự quán thì như thế nào mình bổ túc? Thì nó có những cái hình thức bổ túc mỗi cái cơ quan đó. À, cảm ơn chị Thoại rất là nhiều. Và sau cái đường dây kế tiếp thì cho Tuấn gửi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 8. Và bây giờ cho Tuấn xin trở lại với thành phố Houston hoặc là Sugar Land gần Houston. Cho Tuấn xin mời chị Tiên. Chị Tiên ở Sugar Land, xin mời chị lên tiếng đi ạ. Chị Tiên ở thành phố Sugar Land, xin mời chị lên tiếng đi chị Tiên. À, vâng, à, thưa chào luật sư ạ. Dạ vâng, À, chào chị. thưa luật sư, à, tôi có một câu hỏi với luật sư như thế này. Tôi có một người bạn, họ du lịch từ Việt Nam sang ạ. À, thưa luật sư, để tôi trình bày như thế này nhé, để tôi nói từ đầu. Chị ấy hiện giờ đang ở bên California. Chị đi theo diện là du lịch thì thưa luật sư, năm ngoái thì lần đầu tiên chị mới đi qua Cali một lần, thì chị xin phái đoàn xin đi một tháng, thì chị ấy có gặp phái đoàn Mỹ thì cho chị đi một tháng, thì đúng một tháng chị trở về Việt Nam. Thì năm nay chị cầm cái visa cũ của năm ngoái á, chỉ đi ra cái chỗ mà chỉ mua vé máy bay ấy, thì họ họ mới gia hạn cho chị ấy, chỉ xin đi là 2 tháng. Rồi thế thì khi mà chị sang đây rồi đó, qua đến cái trường Los Angeles đó, thì được chỗ mà quan thuế họ đóng cái dấu đó, thì họ cho đóng cái dấu, họ cho đi 6 tháng, nhưng mà họ giấu cái visa chỉ xin đi 2 tháng thôi.
Thì bây giờ chị đã ở đây được 5 tuần rồi. Thì bây giờ chị muốn xin gia hạn lại cái visa, xin ở thêm 1-2 tháng gì đó. Thì câu hỏi với luật sư là bây giờ chị xin gia hạn thêm ở thêm 1-2 tháng gì đó thì thưa luật sư có được hay không ạ? Nhưng mà nếu mà được thì có ảnh hưởng gì cho cái vấn đề mà sau này chị cũng muốn đi qua bên Mỹ du lịch nữa, vì chị có cái dự định là sang năm chị có một cái người di nhân ở bên Houston, Texas này để mà đi thêm một lần nữa, thì có ảnh hưởng gì không nếu mà chị xin gia hạn cái visa thêm 1-2 tháng nữa? Dạ vâng. Xin tự tin trả lời cho biết ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Tiên ở Sugarland rất là nhiều, mời chị cấp điện thoại đi. Thưa chị, cảm ơn chị đã đi vào cái chi tiết, nhưng mà cái này mình có thể mình nói một câu rất là đơn giản thôi. Càng ở đây nhiều, thì sau này xin visa, cái cơ hội càng cao có thể gặp trục trặc. Okay. Cho nên khi mình xin visa đi du lịch, thì nếu mình thường xuyên ở đây nhiều, thì cái lãnh sự quán có thể tin là hoặc là nghi ngờ mình đã có cái ý định sắp xếp để sống ở bên này, hoặc là mình qua bên này mình làm cái gì đó không đúng theo cái diện du lịch. Cho nên nếu mà quý vị theo dõi chương trình mà quý vị trong cái hoàn cảnh đi du lịch mà quý vị thường xuyên ở đây nhiều, thì coi chừng sau này quý vị gia hạn cái visa thì cái lãnh sự quán nó có thể phân vân và thắc mắc, mời quý vị đi phỏng vấn và có thể nó không có visa. Cho nên trở lại cái câu hỏi của chị là ok, cái người này qua đây một tháng rồi, bây giờ người ta qua về người ta gia hạn cái visa, rồi người ta lúc người ta đi người ta gia hạn visa người ta nói có thể đi 2 tháng, thì bây giờ người ta qua đây rồi người ta ở đây 5 tuần người ta muốn ở thêm đó, thì người ta không cần gia hạn. Cái lý do tại sao? Tại vì khi người ta qua bên này đó thì nó không căn cứ vào cái thị thực, nó căn cứ vào cái mộc mà cơ quan của Bộ Nội An, nói chính xác hơn là cơ quan cảnh sát hoặc là cơ quan của Bộ Nội An về cái vấn đề biên giới và sở di trú cho người ta thường thường là 180 ngày. Cho nên căn cứ vào cái mộc đó, người ta có thể ở đây 180 ngày cho dù cái visa người ta có thể sắp sửa hết hạn hoặc là hết hạn. Cho nên người ta không cần gia hạn. Nhưng mà có nên ở lâu như vậy hay không? Tại vì giống như Tuấn nói, nếu mà ở lâu như vậy lần sau người ta xin visa thì cái lãnh sự quán nói ủa, nếu mà nói với tôi đi có 2 tháng mà bây giờ qua bên này ở đây 4-5 tháng rồi, thì cái ý định của anh chị là gì? Cái ý định của anh chị là có phải là định cư hay không? Cho nên nói tóm tắt lại, nếu mà muốn giữ cái cơ hội để tiếp tục có cái visa qua bên này, thì nhiều khi mình không nên ở đây lâu như vậy. Có thể mình ở một thời gian ngắn ngủi rồi sau này mình đi tiếp thôi. Chứ nếu mà mình nói như vậy rồi mình ở thêm như vậy, coi chừng lần sau mình xin visa thì cái lãnh sự quán lại mời đi vào phỏng vấn. Và nếu mà mời vào phỏng vấn là người ta cảm thấy nha, cảm thấy chứ không nhất thiết phải có chứng cứ gì hết, cảm thấy là cái ý định của người này nó không phải giống như vậy, thì người ta có quyền từ chối cái thị thực cho mình đi xin du lịch. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2019. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2019. Bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 7 năm 2012. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh, vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, dành cho những hồ sơ đã nộp trước ngày 1 tháng 8 năm 2019. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2014. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 6 năm 2007. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 10 năm 2006. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2019. Và thưa quý vị, đó là phần A, là cái ngày đáo hạn mà cái lãnh sự quán có thể phỏng vấn và cấp visa. Mà đừng có quên rằng cái phần A là cái visa bulletin mà mình sử dụng để tính cái luật bảo vệ trẻ em là CISPA.
Cho nên giống như Tuấn nói, trở lại cái câu hỏi của một cháu đó là Hòa, thì cái cộng trừ, cái cộng là thời gian đợi chờ sở di trú nó duyệt, trừ đi là cái thời gian cái ngày đáo hạn, thì cháu được cộng 3 năm 8 tháng. Nhưng mà nó đã đáo hạn xong cái thời gian là 3 năm 8 tháng là tháng này rồi, mà nó chưa có đáo hạn cho cháu. Mà cháu, hồ sơ của cháu là tháng 12 lận, hồ sơ của mẹ cháu là tháng 12 lận. Cho nên đó là tại sao mình nói là không được ăn theo. Nhiều người cứ phân vân rằng tôi được đóng tiền, tôi được trên lên danh sách phỏng vấn, nghĩa là tôi được đi. Cái đó hoàn toàn không phải. Đóng tiền và lên danh sách là cái cơ hội để giải quyết cái hồ sơ thôi, cái cơ hội để cho phỏng vấn với cái lãnh sự quán. Còn được đi hay không thì nó là căn cứ vào cái mặt luật nó đòi hỏi cộng trừ. Mà nếu mà cộng trừ mà không được đi thì người ta vẫn từ chối, cho dù đã đóng tiền đó. Và nếu mà không được đi và cái thắc mắc của người ta là có thể lấy lại được tiền hay không, thì cái câu trả lời là không. Tại vì mình đóng tiền là một cái cơ hội để cho cái cơ quan giải quyết cái hồ sơ mình, chứ không phải là mình đóng tiền là được đi. Đó. Cho nên đừng có quên đó. Và rất là nhiều người, giống như có một người gọi từ Việt Nam ngày hôm nay hỏi tôi, nếu mà tôi đóng tiền như vậy, tôi làm hết mà con tôi không được đi, thì tôi làm cái gì nữa? Well, cái câu trả lời là nếu mà chị không đóng tiền, chị không làm thì làm sao cái lãnh sự quán giải quyết cái hồ sơ của chị và con của chị để cho biết rằng là được đi hay không? Đó, chứ không phải là đóng tiền là được đi. Và tiếp tục từng dây điện thoại, số điện thoại là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Cho Tuấn xin mời chị Thanh ở Boston, xin mời chị Thanh lên tiếng đi ạ. Chị Thanh ở Boston, xin mời chị lên tiếng đi ạ. Ok. Mình chỉ còn khoảng lại 3-4 phút thôi thì cái điện thoại của chị Thanh đã drop rồi. Xin lỗi, còn 2 phút thôi. Không có đủ thời gian để tiếp đón cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. Tới đây thì cho Tuấn nhắc nhở vài cái vấn đề. Ok. Cái vấn đề đầu tiên mà trở lại tại vì bây giờ Tuấn thấy rất là nhiều cái vấn đề này rồi, là cái giống như là quý vị gọi vào nói tôi đóng tiền thời điểm này đó, thì đừng có quên rằng giống như mấy cái câu hỏi mà Tuấn hỏi, Tuấn không có hỏi đóng tiền hồi nào hay hồ sơ nào. Tuấn hỏi cái ngày ưu tiên, Tuấn hỏi cái ngày chấp thuận, cái ngày tháng năm sinh, và Tuấn có hỏi là cái đã làm thủ tục gì với trung tâm visa thôi. Tại vì những cái chi tiết đó mình biết được là cháu được ăn theo hay không. Còn mấy cái thủ tục giống như làm thủ tục với cơ quan hay cái gì, thì mấy cái đó quý vị làm việc trực tiếp với cái người phụ trách cái hồ sơ cho quý vị, cho dù là văn phòng luật sư, cho dù là cái vấn đề những cái dịch vụ, hoặc là những cái hội, hoặc là mình tự làm. Nhưng mà cái chính là cái luật người ta có được ăn theo hay không, hoặc là người ta được sự bảo vệ hay không. Chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là tôi đóng tiền là tôi được ăn theo, hoặc là tôi đóng tiền tôi được giải quyết được ăn theo. Nó không phải là như vậy. Và ngược lại, đừng có bao giờ nghĩ rằng nếu mình không có đóng tiền thì mình lại không được ăn theo. Đó, cái vấn đề mà C-SPA, nó là cái vấn đề theo luật, cộng trừ nó ra. Đó, nếu mà cộng mà vẫn dưới 21 tuổi thì được ăn theo, cho dù có tên hay không có tên, tất cả những cái thủ tục đó. Nếu mà không có cơ hội làm việc với trung tâm visa thì có thể làm việc trực tiếp với cái lãnh sự quán. Còn nếu mà cộng trừ nó không được bảo vệ, nghĩa là cho dù mình làm như thế nào, mình năn nỉ như thế nào, không được bảo vệ là không được bảo vệ. Đó, thì cái đó là cho dù mình đóng tiền bên này, mình đi phỏng vấn, mình khám sức khỏe, mình tốn rất là nhiều tiền. Tại tiền khám sức khỏe bây giờ nó lên tới 300 mấy chục đô rồi. Cho nên lúc vào người ta nói là không được ăn theo, thì lúc đó lại tiếc cái tiền mình đã đóng cho những cái cơ quan đó. Cho nên trở lại cái mặt luật là cái vấn đề tính để cho cái vấn đề thủ tục được ăn theo hay không, chứ không phải là cái thủ tục giống như đóng tiền và những cái thủ tục để cho cái cơ quan giải quyết. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Huy Tuấn rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin tạm hẹn quý vị vào mỗi chiều tối ngày thứ hai. Xin kính chào. We'll be right back.